quên nhận thêm 10 xe chiến đấu bộ binh Marder từ Đức. Đức đang chuẩn bị thêm một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trong đó bao gồm 10 xe chiến đấu bộ binh Marder và hàng chục nghìn quả đạn pháo dành cho xe tăng và hệ thống phòng không. Bộ Quốc phòng Đức hôm 4 tháng 1 thông báo Berlin đã chuẩn bị một gói viện trợ quân sự mới cho Kiev, trong đó bao gồm 10 xe chiến đấu Marder cùng đạn dành cho xe chiến đấu Leopard 2. Gói viện trợ này cũng bao gồm pháo tự hành Sinek, 2 radar giám sát trên không TRML-4D, 2 xe giả phá bom mìn Wizen 1, hàng chục xe tải, súng tiểu liên 305MK566, hàng nghìn bộ đồng phục mùa đông và mũ bảo hiểm. Ngoài ra, gần 10.000 viên đạn cỡ nòng 155mm và tên lửa dành cho hệ thống phòng không IRIS-TSLM cũng sẽ được gửi đi. Tổng viện trợ của Berlin cho Kiev, nhân đạo, tài chính và quân sự kể từ tháng 2 năm 2022 đã vượt quá 25 tỷ euro. Vào tháng 11 năm 2023, có thông tin cho rằng chính phủ Đức có kế hoạch tăng viện trợ cho Ukraine vào năm 2024, từ 4 lên 8 tỷ euro. Các nước phương Tây đã cung cấp viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Điện Kremlin liên tục cảnh báo rằng điều này chỉ kéo dài xung đột và làm tăng nguy cơ leo thang hơn nữa. Moscow cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng bất kỳ thiết bị quân sự nào của phương Tây được Ukraine sử dụng cuối cùng sẽ bị quân đội Nga phá hủy. Đầu tháng 9 năm 2023, tập đoàn Vermetol thông báo chính phủ Đức đã ủy quyền cho tập đoàn này cung cấp thêm 40 xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 cho Ukraine. Đơn hàng mới sẽ nâng tổng số xe Marder Vermetol cung cấp cho Ukraine lên 80 chiếc. Các phương tiện mà Berlin cung cấp là phiên bản Marder 1A3 thuộc sở hữu của quân đội Đức. Marder là dòng xe thiết giáp được phát triển bởi tập đoàn Vermetol từ những năm 1960, được biên chế trong quân đội Đức từ 1971. Xe được thiết kế với lớp vỏ bọc được làm từ thép, có khả năng chống lại các loại đạn và các mảnh đạn pháo, thậm chí có thể chống đỡ trước đạn xuyên giáp 20mm. Hỏa lực chính của Marder là pháo tự động nòng 20mm Vermetol MK20AS202, có thể bắn đạn xuyên giáp và đạn nổ. Ngoài vũ khí chính, xe cũng được trang bị súng máy MG37,62mm gắn đồng trục với pháo 20mm, ống phóng lựu đạn khói 76mm và bệ phóng tên lửa chống tăng Milan.